Xin kính chào và cảm ơn quý khán thính giả đã quay trở lại với chương trình bình luận thời sự của Vote TV. Kính thưa quý vị, trong bản tin ngày 17 tháng 3 năm 2020, chúng tôi tiếp tục cập nhật quý vị tin tức toàn cảnh về dịch virus corona Vũ Hán. Tại Italia, con số người chết đã lên tới mức kỷ lục. Trong ngày hôm qua, ghi nhận 349 người chết, hơn 3.200 người mắc COVID trong ngày. Số ca tử vong và mắc mới COVID-19 tức virus Vũ Hán tại Italia tiếp tục tăng mạnh, buộc chính phủ nước này phải tăng cường các biện pháp ứng phó cứng rắn. Theo hãng thông tấn Reuters, trong ngày 16 tháng 3, Italia ghi nhận thêm 349 ca tử vong, nâng tổng số người chết vì bệnh viêm phổi cấp do virus corona Vũ Hán gây ra là 2.158 người chỉ riêng tại nước này. Đây là ngày có số người chết vì COVID-19 cao thứ hai ở Italia kể từ khi dịch bùng phát vào cuối tháng trước. Italia ghi nhận số ca tử vong trong ngày kỷ lục vào hôm 15 tháng 3 với 368 ca. Trong vòng chưa đầy một tuần từ ngày 12 tháng 3 đến ngày 16 tháng 3, số ca tử vong ở Italia đã tăng hơn 2 lần. Cũng trong 24 giờ qua, số ca mắc virus Vũ Hán tại Italia đã tăng hơn 13%. Từ 24.747 ca lên tới 27.980 ca. Đây là ngày có tốc độ tăng thấp nhất kể từ khi dịch bùng phát tại Italia hồi cuối tháng 2. Trong khi đó, thông tin từ Trung Quốc cho thấy tại nước này, trong ngày 16 tháng 3 chỉ ghi nhận một ca nhiễm. Điều này làm cho rất nhiều quốc gia và nhiều người theo dõi tin tức cảm thấy phải nghi ngờ. Trong khi các ca nhiễm ở bên ngoài đang ngày gia tăng cao, thì ngay tại tâm dịch virus Vũ Hán mà con số người bị nhiễm chỉ là một người thì làm cho truyền thông và báo chí quốc tế cảm thấy nghi ngờ về kết quả này. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi người dân chớ tụ tập trên 10 người, cảnh báo về một cuộc suy thoái kinh tế vì virus corona Vũ Hán. Tổng thống Donald Trump kêu gọi người Mỹ cũng ngừng tích trữ lương thực, thực phẩm, an tâm tin tưởng vào khả năng chống dịch của Mỹ. Trong lúc cả thế giới đang phải gồng mình để chống chịu dịch bệnh, thì Trung Quốc vẫn tiếp tục thể hiện một thái độ hết sức láu láo. Khi nước này tiếp tục nói mình là cứu tinh là có thể giúp các nước khác trong việc chống chọi dịch bệnh. Đang khi cái chết chóc và tác động nặng nề tới kinh tế toàn cầu gia tăng, thì hai cường quốc thế giới của Hoa Kỳ, Trung Quốc tiếp tục đối đầu nhau. Trung Quốc đã có các phát biểu để chỉ trích phía Mỹ và cho rằng quân đội Mỹ là tác nhân gây ra virus Vũ Hán. Hai nước đều đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, hạn chế du hành và tìm cách tự cô lập trong bối cảnh số ca tử vong vì COVID-19 trên toàn cầu vượt mức 6.000 người. Quan hệ Mỹ-Trung xấu đi, tới mức hai nhà ngoại giao hàng đầu của hai nước không còn dùng ngôn ngữ ngoại giao với nhau. Đài truyền hình CCTV của Trung Quốc sáng ngày 16 tháng 3 tường thuật rằng, trong một cuộc điện đàm, ông Dương Khiết Trì nói thẳng thừng với ông Mike Pompeo rằng, mưu toan của Hoa Kỳ tìm cách bôi nhọ nỗ lực kiềm chế dịch COVID-19 của Trung Quốc sẽ không thành công. Vẫn theo CCTV, ông Dương Khiết Trì này còn dám nói với người đương nhiệm rằng Trung Quốc chống đối và lên án những lời phỉ báng của các chính khách Mỹ về các nỗ lực kiềm hãm dịch của Trung Quốc. Rồi ông còn tuyên bố rằng Bắc Kinh sẽ trả đũa các hành động thương hại tới các quyền lợi của Trung Quốc. Vài giờ sau, văn phòng người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ra thông báo xác nhận Ngoại trưởng Mike Pompeo đã nói chuyện với ông Dương Khiết Trì hôm 16 tháng 3 năm 2020 và thể hiện lập trường phản đối mạnh mẽ của Hoa Kỳ về việc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã vu vạ cho Hoa Kỳ về dịch COVID-19. Thông báo có đoạn viết, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh rằng đây không phải là lúc rêu rao và loan truyền những thông tin thất thiệt và những lời đồn đại kỳ dị, mà là lúc tất cả các nước nên ngồi lại với nhau để cùng chiến đấu chống lại mối đe dọa chung. Trước đó, tờ South China Morning Post nói rằng, từ khi dịch corona bùng phát ở Trung Quốc vào cuối năm ngoái, hai nước không ngừng leo thang những lời đả kích tấn công nhau về nhiều vấn đề, từ nguồn gốc của virus tới yêu cầu của Hoa Kỳ muốn Trung Quốc cho phép các chuyên gia y tế Mỹ vào Vũ Hán, và nên quy lỗi cho nước nào về trận đại dịch đang làm cả thế giới lao đao. Tờ South China Morning Post, tức tờ Hoa Nam buổi sáng, từ Hồng Kông trích lời một nhà cựu ngoại giao Trung Quốc chuyên về các vấn đề Hoa Kỳ, là ông An Gang nhận định rằng thật trớ trêu là dù sự lây lan của virus corona đã tạo ra một cơ hội hiếm có để hai bên gạt sang những quan điểm khác biệt để hợp tác với nhau thì không bên nào chịu hợp tác với phía bên kia.
Trong khi các quan chức cao cấp của Trung Quốc vẫn tiếp tục có những lời đả kích phía Mỹ, mà ai cũng hiểu rằng virus corona Vũ Hán xuất phát từ Trung Quốc. Thế nhưng áp lực của Trung Quốc lên các kênh truyền thông, lên các hãng tin, lên các cơ quan ngôn luận cũng như các tổ chức khác của các nước. Bài xóa luận của Tân Hoa Xã ngày 15 tháng 3 còn tố cáo Cố vấn An ninh Quốc gia của Mỹ là Robert O'Brien, Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo là đã lợi dụng dịch COVID-19 để tung ra một virus chính trị nhằm hạ uy tín của Trung Quốc. Hôm Chủ nhật, cơ quan ngôn luận của nhà nước Trung Quốc cũng nói rằng một số chính khách Mỹ đang sử dụng dịch COVID-19 như một vũ khí để bôi nhọ Bắc Kinh, trong khi hai cường quốc tiếp tục lời qua tiếng lại về cách Trung Quốc xử lý dịch corona. Ngoài ra, phía Mỹ cũng ngay lập tức đáp trả với tuyên bố mạnh mẽ của Ngoại trưởng Michael Pompeo trước đó nói rằng các nỗ lực chống dịch của Mỹ đã bị ảnh hưởng vì các số liệu do Trung Quốc cung cấp không đầy đủ và gian lận. Về các tin tức khác trên toàn cầu, chúng ta có thể nhận thấy một màu đỏ u ám bao phủ ngay kể cả với các sàn chứng khoán hàng đầu của Mỹ cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Chứng khoán thế giới đã rất thê thảm. Toàn cầu thì chật vật trong việc khống chế kẻ thù vô hình là virus Vũ Hán. Một sự sụt giảm lịch sử trên thị trường chứng khoán Mỹ, các biên giới đóng cửa và làm gián đoạn sinh hoạt thường nhật trên khắp thế giới, trong khi chính phủ áp dụng những biện pháp mạnh tay để giảm sự lây lan của virus Vũ Hán. Các thị trường tài chính trải qua ngày tồi tệ nhất trong 30 năm qua, bất chấp hành động khẩn cấp của các ngân hàng trung ương toàn cầu nhằm cố ngăn ngừa một cuộc suy thoái kinh tế. Các thị trường chứng khoán của Mỹ giảm 12-13%, mất hàng ngàn tỷ đô la giá thị trường chỉ trong vòng một vài ngày. Chỉ một tháng trước, các thị trường tài chính đã đạt mức cao kỷ lục với suy đoán rằng dịch bệnh chủ yếu được khống chế ở Trung Quốc và sẽ không gây gián đoạn vượt quá những gì đã từng xảy ra với các đợt dịch trước như Ebola, SARS và MERS. Tuy nhiên, số người nhiễm và chết vì virus corona bên ngoài Hoa Lục ngày càng cao hơn bên trong Trung Quốc theo số liệu của nước này. Trên toàn cầu, có tới hơn 180.000 nhiễm virus và trên 7.000 người đã chết vì con virus Vũ Hán. Canada, Chile và các nước khác đã đóng cửa không tiếp du khách. Peru triển khai quân đội phong tỏa các đường bộ chính. Ireland mở chiến dịch mướn thêm nhân viên y tế. Các hãng hàng không hủy chuyến bay, sa thải người và yêu cầu chính phủ cho vay mượn và tài trợ hàng tỷ đô la. Đó là một diễn biến không phải chỉ một nước nào cụ thể, mà xảy ra trên phạm vi toàn cầu. Mỹ chưa đóng cửa biên giới hay áp đặt lệnh giới nghiêm hoặc buộc các doanh nghiệp đóng cửa trên quy mô toàn cầu. Mặc dù nhiều tiểu bang và nhiều thành phố đã thực hiện các bước này hoặc đã chuẩn bị thi hành. Một cố vấn Tòa Bạch Ốc cho hay Mỹ có thể sẽ bơm ít nhất 800 tỷ đô la vào nền kinh tế để giảm thiểu thiệt hại về kinh tế. Đứng trước đại dịch về virus Vũ Hán có thể kéo theo một đại dịch về kinh tế, làm cho sự sụt giảm nền kinh tế hàng đầu của thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới ngày 16 tháng 3 cũng kêu gọi tất cả các nước tăng tốc các chương trình xét nghiệm để chặn đà tiến của đại dịch. Các bộ trưởng tài chính châu Âu đang lên kế hoạch cho một sự đáp ứng kinh tế phối hợp trước COVID-19. Tại Italia, ngày 16 tháng 3 như chúng tôi đã đăng tải thông tin, có tới 349 người chết vì virus corona, nâng tổng số người tử vong tại nước này lên thành 2.158 ca, với gần 2.000 người nhiễm. Thủ đô Paris tráng lệ của Pháp cũng đang trong một tình trạng đối phó với dịch virus corona Vũ Hán. Pháp đã nhanh chóng triển khai phong tỏa toàn quốc với 100.000 cảnh sát. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 16 tháng 3 công bố lệnh giới hạn đi lại nghiêm ngặt trên toàn quốc và cho biết quân đội cũng sẽ được điều động để đưa người bệnh tới bệnh viện. Chính phủ Pháp sẽ triển khai 100.000 cảnh sát để thực hiện lệnh phong tỏa. Trước đó, Pháp đã đóng cửa các nhà hàng, quán bar, trường học và khu trượt tuyết. Nhưng số ca nhiễm tăng gấp đôi cứ mỗi 3 ngày buộc ông Macron phải ra những biện pháp chưa từng có trong thời bình. Theo hãng thông tấn Reuters, lệnh phong tỏa dự kiến sẽ kéo dài ít nhất 2 tuần. Trong bài phát biểu với người dân Pháp, Tổng thống Macron còn cho biết từ trưa ngày 7 tháng 3, mọi người cần ở nhà, trừ khi để đi mua đồ ăn, đi làm, ra tập thể dục hoặc đi khám bệnh. Bất cứ ai kháng lệnh sẽ bị phạt. Bộ trưởng Nội vụ của nước này cho biết các điểm kiểm tra sẽ được thiết lập trên toàn quốc để thực hiện lệnh phong tỏa có hiệu lực từ trưa ngày 7 tháng 3. Ông Macron
cho biết rằng tôi biết tôi đang yêu cầu những điều chưa có từng tiền lệ, nhưng tình thế bắt buộc. Chúng ta không chiến đấu với quân đội nước khác, mà kẻ thù ngay tại đây, vô hình, khó nắm bắt nhưng đang lây lan. Tổng thống Pháp cũng nói các giới hạn khắt khe như vậy là cần thiết sau khi có quá nhiều người không tuân theo các cảnh báo trước đó và vẫn tụ tập ở công viên hay ở góc phố vào cuối tuần qua, đe dọa sức khỏe cộng đồng. Các chốt chặn sẽ được thiết lập trên cả nước và những ai di chuyển sẽ phải nêu rõ lý do trên giấy tờ, kể cả những người đi bộ, theo Bộ Nội trưởng Bộ Nội vụ Christopher Castaner. Pháp hiện nay cũng đã có hơn 6.600 ca nhiễm virus corona và có 148 ca tử vong, là ổ dịch lớn thứ ba ở châu Âu sau Tây Ban Nha và Italia. Trong khi đó, tại Việt Nam, số ca lây nhiễm đang có những dấu hiệu chưa được công bố một cách rõ ràng. Thủ tướng thì yêu cầu mỗi người dân là chiến sĩ, mỗi gia đình là pháo đài chống dịch COVID-19. Trong khi đó, họp với các ban ngành, Thủ tướng yêu cầu lên phương án cách ly từ 50.000 đến 70.000 người. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nói ai có góp tiền, ai có hiện vật góp hiện vật để chống lại dịch virus corona. Và đồng thời, ông cũng nhấn mạnh rằng Việt Nam không bỏ lỡ thời gian vàng trong việc phòng dịch COVID-19. Thủ tướng kêu gọi cũng không kỳ thị người nhiễm nCoV. Tuy nhiên, những thông tin mà người dân cho tới thời điểm hiện nay đang cảm thấy phân vân, đó là số người chết, số người tử vong và những người lây nhiễm chưa được công khai, làm người dân cảm thấy rất hoang mang. Các siêu thị tại Sài Gòn, tại Hà Nội và các thành phố lớn dường như đã hết các mặt hàng nhu yếu phẩm, trong khi những nhà đầu cơ khẩu trang và nước vệ sinh vẫn tiếp tục ăn lời từ đại dịch virus corona. Chúng tôi sẽ trở lại để gửi tới quý vị các thông tin diễn biến toàn cảnh liên quan tới dịch virus corona Vũ Hán và mong quý vị tiếp tục chia sẻ ủng hộ chúng tôi trong các bản tin tiếp theo để chúng tôi có thể cập nhật những tin tức nhanh chóng và chính xác nhất tới mọi người.